chân dung ông Phụ Phước Thọ, chủ bánh bao Thọ Phát, người làm ra chiếc bánh bao trứng muối đầu tiên. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTB chế biến thực phẩm Thọ Phát, Thọ Phát Phúc có tiền thân là lò bánh bao ông Thọ chuyên gia công bánh bao theo phương pháp thủ công, được ra đời vào năm 1987 trong một căn nhà nhỏ bởi ông Võ Phước Thọ. Ông Võ Phước Thọ sinh 1962, năm 1995, lò bánh của ông gây được được tiếng vang với người tiêu dùng khi cho ra mắt một loại bánh bao mới có nhân là trứng muối. Bước ngoặt tạo nên Thọ Phát lớn mạnh như ngày hôm nay đến từ quyết định táo bạo vào 23 năm trước cho các đối tác mượn tủ hấp bánh miễn phí vào năm 2000. Năm 2008, Thọ Phát đã có 1.000 điểm bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, vươn mình trở thành doanh nghiệp sản xuất bánh bao số 1 miền Nam sau 8 năm không ngừng cải tiến, thay đổi về mọi mặt. Năm 2020, nhà máy chế biến thực phẩm Thọ Phát chính thức đi vào hoạt động với quy mô hơn 22.000 m2, đạt công suất 10.000 tấn sản phẩm cung cấp ra thị trường mỗi năm.